kinh tứ thập nhị chương hỏi kính bạch thầy sự thật bản thân con thấy mặc dù còn những thử thách tâm mình cũng có kết quả chút xíu là những thói hư tật xấu có giảm thiểu từ đó cũng thấy được tường tận lẽ thật của một kiếp người ở trong muôn một chắc hẳn cũng do luật nhân quả chi phối sự nhiệt tâm tu hành thật sự cầu giải thoát nên nhân duyên đã đưa con đến với đường về xứ phật của thầy chỉ dạy về pháp môn tu tứ thánh định đi đến tam minh con bừng tỉnh và nói à có pháp hành đây rồi như làm lại từ đầu xong với con chỉ như nhắc lại cho rõ hơn và phải sắp xếp cái gì cần làm trước mà thôi dẫu sao thì nó cũng dấy lên trong con biết bao nhiêu là chướng ngại pháp trong tâm chính vì lẽ đó hôm nay con mạo muội hỏi xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy và cũng là sách tấn cho con ngày một tinh tiến kính bạch hòa thượng kinh tứ thập nhị chương do cư sĩ thiều chữ dịch kinh này có phải phật thuyết không đáp kinh tứ thập nhị chương không phải phật thuyết mà do các tổ soạn viết dựa theo kinh sách nguyên thủy a hàm cho nên kinh này có sự thêm bớt rất nhiều có những bài kinh làm sai ý phật quý phật tử hãy dè dặt cẩn thận đừng vội quá tin vào những loại kinh sách này mà cần phải đề cao cảnh giác kinh dạy thì có lý nhưng thực hành không có kết quả còn làm quý vị mất thì giờ vô ích hỏi kính bạch thầy chương một tự thân xuất gia tu hành bốn chân đế chứng a la hán là bậc phi hành biến hóa biến hóa tự tại sống lâu vô cùng bậc ấy ở đâu thì chuyển động cả trời đất ở đấy như vậy có đúng không đáp đoạn kinh này xác định bậc a la hán như vậy là rất đúng vì khả năng tu chứng của bậc a la hán là một siêu nhân không thể lấy trí hữu hạn mà hiểu thấu năng lực siêu việt ấy được vậy mà các tổ dám dựng lên câu chuyện ông ca diếp và ông phú lâu na tranh chấp về sự việc bỏ những giới nhỏ nhặt để hạ bệ các bậc a la hán đại đệ tử của đức phật đối với bậc a la hán về việc bỏ những giới nhỏ nhặt mà ông a nan quên hỏi phật là bỏ những giới luật nào thì quá dễ chỉ cần hai vị a la hán này nhập vào niết bàn hỏi phật thì rõ ràng có đâu mà lại tranh chấp hơn thiệt để mang tiếng là bậc a la hán mà tư tưởng vẫn bất đồng nhau theo chúng tôi thiết nghĩ, vấn đề bỏ những giới nhỏ nhặt, điều đó không khó đối với ông Ca Diếp và ông Phú Lâu Na, chỉ có người sao không hiểu mới có câu chuyện vô lý này. Như chúng ta đã biết, từ giới luật mà sanh ra chư Phật và A La Hán, ngoài giới luật ra thì không có Phật và A La Hán. Vậy mà giới luật nào lại bỏ được? Giới luật là hành động đạo đức của chư Phật và A La Hán dù là giới luật nhỏ nhặt nhất nó cũng là hành động đạo đức làm người làm thánh chỉ có những người không hiểu giới luật để chạy theo dục vọng thế gian bày trò bỏ những giới nhỏ nhặt không hợp thời để tự tung tự tác phá giới phạm giới bẻ dụng giới mà không ai dám chỉ trích chê trách phê phán họ người muốn tu chứng quả a la hán thì phải sống đúng giới luật tức là phạm hạnh của một vị thánh tăng ngoài phạm hạnh của một vị thánh tăng ra thì không thể nào chứng quả a la hán được tóm lại bậc a la hán là bậc siêu nhân như trong kinh đã dạy điều đó là đúng sự thật chứ không phải như các tổ hiểu theo trí hữu hạn cho rằng bậc a la hán còn tranh chấp chỉ có phật mới là hết tranh chấp hết tranh chấp.